Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Mai đang có mặt ở thành phố Bern. Bây giờ thì Mai sẽ tới thăm Maison Particulière, có nghĩa là một cái ngôi nhà lớn á. À đây, lúc trước Mai tới là do đi ra phim Macy, sẽ làm phim cái Macy. Mà cái ngày cuối cùng bà chủ bảo là có khi Mai sẽ tới đây làm thêm cho bà ở cái Lotte Particulière à Bonn, ở Bonn này. Thì hôm nay Mai và sếp đang trên đường tới thăm ở đây xem là như thế nào, bếp có đầy đủ đồ để cho Mai đến đây nấu hay không đó. Đây là nơi mà vừa rồi gia đình nhà em Dung á, em Dung cắt thi trên đồ đó, gia đình nhà Mai có dẫn em tới đây. Và hai gia đình đi bộ ở khu phố này. Thì nhà của ông chủ đấy ngay ở trung tâm thành phố cả nhà. Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Mai và sếp vừa tới Bonn. Nhưng mà cái tên ở đây không phải là lâu đài cả nhà nhé, mà là Lotte Particulière. Thì Mai có hỏi sếp là tại sao gọi là Lotte Particulière đó. Thì sếp bảo nó là một cái nhà có rất là nhiều phòng và của riêng một người đó. Thì gọi là như vậy. Mai bảo sao là tiếng Pháp phải khó hiểu như vậy đó. Ok, khoe cả nhà sếp đây. Bonjour chef. Bonjour. Tout le monde qui dit vous êtes très beau, comment vous dire? Ah bon. Mai bảo là nhiều người khen là sếp đẹp lắm, sếp nói gì không? Sếp bảo không biết nói gì cả, cảm ơn. Không biết nói gì nhưng vẫn biết nói cảm ơn. Sếp như vậy thôi, nhưng mà sếp giống ga bà đó, giống sếp có nghĩa là timid một tí, nhát một chút. Còn đô là lui thì giống mẹ, rất là tự nhiên. Ok, cho Mai quay lại cái đoạn vừa tới cổng nha. Đó, vừa tới cổng là sếp ấn chuông xong vào. À, cái nhà nó kiểu như này đấy cả nhà. Wow, có cái cổng bự thế đó. Sếp đang đậy cửa, Mai phải vào. Wow, vừa vào đó. Đúng là nhà rượu khác cả nhà, thấy không? Đó, đi đâu cũng thấy ghế thấy rượu. Hello baby. Ça va? Oui, et toi, mon chou? J'ai reconnu ton camion de l'autre côté. Waouh! Ah oui, parce qu'on peut se garer des deux côtés. Ah ouais. Hein? Waouh, chai rượu to chưa? Chablis, grand cru. Par ici? Ouais. Non. Ici, on n'a jamais rien fait. Ô, cả nhà thấy không? Đây là kiểu nhà của Pháp đây. Đây là cái chỗ rửa tay ấy cả nhà. Đó. Vặn nước ở đây ra. U la 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 la. Nhà bằng đá cả nhà. Ô, rất là rộng. Đó, bằng đá đó cả nhà. Wow, wow, 100% bằng đá, đẹp chưa? Bên trong đó chắc ở đây không có vườn cả nhà, vì là ở trong thành phố đó cả nhà, nên còn cổ nữa đấy, nên là không có vườn. Mai chưa, hiện tại thì Mai chưa thấy vườn nhá. Đây là cái lối cầu thang đi lên đấy cả nhà, to rộng đẹp và gỗ kìa, thành là gỗ kìa, xong rồi là bám rất là chặt chẽ. Wow, nhìn rất là chắc chắn phải không cả nhà? Đấy, bằng đá nhá. Trời ơi, nhà 100% bằng đá. Đó, Mai đang đi lùi đấy cả nhà. Đây là khoảng chân sợ trống. Wow, đẹp chưa? Ủa, mày xịt thế không? Wow, đẹp chưa? Mai cứ đi vào. Ồ, là đây là có cái boutique ấy cả nhà. Giống như kiểu là cái chỗ mà họ trưng bày để họ bán rượu đấy. Hay là để cho khách ngắm rượu thì đúng hơn, xem rượu rồi là thử rượu thì tất nhiên. Ui lạnh quá, Mai nói Mai rung hết cả lưỡi này. Khách tới đây đấy thì là có phải là sẽ ăn uống ở đây, rồi là biết rượu, nói chung ở đâu của nhà ông thì liên quan đến rượu hết cả nhà đó. Nhưng mà ở đây thì có rượu trưng bày luôn để cho khách có thể xem. Còn đâu là nhiều chỗ thì chỉ có ăn thôi, xong rồi mới tới những cái chỗ mua rượu riêng. Đó. Đẹp không cả nhà? Wow.
cửa tủ bằng gỗ. Mày tiếp tục mày đi theo, trời ơi, mày lạnh thế. Ôi là la, đúng là cái nhà bằng đá là khác cả nhà ơi. Lạnh. Đó. Hỏi giới thiệu này, những đâu là đất của họ, đâu là chỗ trồng nho đó. Đó. Tên thương hiệu của ông ấy này. Đó. Đây là những cái thùng họ bán rượu ở trong như này để làm quà đấy cả nhà. Trong một cái thùng gỗ, trong một cái hộp gỗ như này. Trời, vào đây thì đâu cũng thấy rượu này. Nhìn ra ngoài đẹp chưa cả nhà? Đó, đó, nhìn thông ra cái lối lên tầng trên bên kia. Ở đây rộng thế. À, thì đó, đây là những cái cup rượu cả nhà. Những cái thùng chứa rượu. Không biết là sếp với lại Beatrice đâu rồi. Mai cứ đi theo hướng này thôi. Thấy cứ điện tới mặt là Mai đi xuống. Lạc vào hầm rượu. Trời ơi, những cái chai rượu. Ô la 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 la. Bây giờ thì Mai bị lạc rồi. Không biết là sếp với lại Beatrice đâu. À, đây là rượu 2006 này. Ồ, đây là đúng là Mai lạc vào hầm rượu. Đó. Rượu họ xếp bên trong này, trời ơi. Đây là hầm rượu, trời ơi. Khám phá, à, hóa ra là cũng gặp được sếp Beatrice ở kia. Đó. Vào đây thì ấm từ cả nhà nhá. Cả nhà thấy cái tường của nó rộng chưa? Ú là là, rất là to và dày thế cả nhà. Đó, Mai quay mà không hết này. À, chắc nó phải 50 phân, Mai thấy nó dài. Nó dày hơn 2 gang của Mai, đó. Đây là hầm rượu nhá. À, khách tới đây là chắc là ăn uống ở trên xong xuống đây mình ngắm trong phòng rượu. Khách vào tới đây đấy là cứ tối om như thế này xong rồi ngắm rượu, khách có thể đi tham quan đó. Mai cứ tiếp tục mày lạc vào hầm rượu tiếp đi khám phá. Ở đây thì điện nó bị tối đấy, không phải vì điện bị tối mà họ trang trí như thế này đấy cả nhà. Vì vậy mà Mai quay nó không được được nét cho lắm vì thiếu ánh sáng ấy. Đó, đó, mỗi một cái thùng rượu thì bên trên có một chai rượu để cho khách uống. Nhiều người đó họ mua cả một cái cup này luôn, họ mua cả một cái thùng rượu này luôn đấy cả nhà. Đó, ở đây thì có những cái nến này. Đó, thì nếu mà khách tới đây ấy, thì họ sẽ bật nến lên để nó có ánh sáng hơn đó. Đó. Đó, đâu họ cũng trang trí rượu đó cả nhà thấy không? À, đến đây ngắm nhà ngắm bếp hay là ngắm rượu không biết đây, Mai bị lạc vào đây rồi. Cứ đi thôi. Ô la 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 la. Ồ, cả nhà thấy không, đây có một cái bàn rất là lớn để cho khách thử rượu ở đây. Đây là ngon lắm cả nhà. À, nhiều lắm, rất là nhiều khoanh riêng nhá. Đây là cái hầm á, hầm rượu nhưng mà có rất là nhiều chứ không phải là chỉ có nhỏ đâu, tại vì cái nhà rất là lớn cả nhà. À, thì Mai hỏi là tại sao lúc trước thì Mai cứ gọi là lâu đài nhưng không ạ. À, khi xếp bảo là cái maison particulier, à, lotte particulier, lotte là khách sạn đấy cả nhà, nếu mình hiểu như ở bên đây đó. Thì Mai lại hỏi là tại sao lại lotte lại particulier, ở đây lại có chỗ khác này, lại có hai cái bàn này để khách có thể uống. Và Mai nghĩ là đây là cuối cùng rồi đó, gian cuối cùng rồi đó. Ở đây có nghĩa là khách rất là nhiều, thế cho nên là bà bảo có lần đón tới 7-80 khách. Thì bây giờ Mai mới biết rằng những cái chỗ như này đó, những cái khoanh riêng để cho những loạt khách riêng, ví dụ như là 10 khách, 20 khách. Mai nghĩ dưới 10 khách là khi người ta không biết có nhận hay không, Mai không chắc chắn nhé. Xong rồi nhiều khách nữa đấy thì họ sẽ có những cái không gian riêng đó. Thì Mai quay lại chuyện vừa nãy, thì Mai thắc mắc là tại sao đã họ gọi là khách sạn rồi lại particulier. Thì sách mới bảo nó là một cái ngôi nhà lớn có rất là nhiều phòng, và particulier là của ai đó, của riêng ai đó. Thì Mai nói là giờ một căn nhà thì cũng là của một ai đó thôi, ở được sở hữu của ai đó thôi. Đó. Đây là hãng rượu tên của ông nhá.
Ghê nhà. Ghê nhà. Không biết Mai nói có chuẩn không đấy. Đó, bây giờ thì Mai đi lên. Ồ, đây cái hầm rộng đi rất là lớn, lớn hơn cái chỗ lâu đài kia Mai làm. Đúng là ông chủ bán rượu khác. Trời ơi, lên đây cái lạnh ngay. Không biết là sếp đâu ấy. Mai thử đi theo lên cầu thang này. Ê, có rất là nhiều cửa này cả nhà. Ồ, rất là nhiều cửa mở. Wow. Đó. Nhà đá, cầu thang bằng đá. Ô, những chai rượu rất là to và nổi tiếng. Chai rượu vẫn còn đấy nhá, nhà nhá, chứ không phải là cái vỏ đâu. Ồ, cả nhà thấy như thế nước không? Đó. Ô là lại những cái chai đắt tiền nó 2010. Tại vì Mai thấy nó có lút đấy cả nhà. Đó, hắn mắc nguyên ấy, thì Mai nghĩ là gần đây hắn rượu nhá. Chứ không phải là chỉ vỏ trang trí đâu. Mà là chai rượu ấy. Bourbon. Đây là cái lâu đài Mai làm việc á. Lên trên mình nhìn xuống dưới như này đó. Nhà 100% bằng đá mới quý. Mai lại tiếp tục leo cầu thang đi lên. À nghe, cứ nghe tiếng sắt ở đâu là Mai sẽ biết. À, đây là dép. Bây giờ thì Mai sẽ dresser son dessert, pour dresser son fromage. Voilà, il peut travailler sur les différents tables. Et ça, lui, oui, à volonté. Đây là cái bếp rất là nhỏ nhưng mà cũng đủ tiện nghi để cho Mai sử dụng. Đây là có một cái tổ này, đây có một cái bếp và cái phua này. Ở đây thì có một cái làm nóng đĩa đó cả nhà, rất là nóng. Hoặc là đồ ăn mình làm nóng mình có thể cho vào đây đây cho an toàn. Và đây là có một cái máy rửa bát siêu nhỏ nhưng mà nó là dạng professional, rất là nhanh. Cái một cái máy rửa bát ở nhà mình nó rửa 2-3 tiếng nhưng cái máy này nó chỉ rửa có 1 phút thôi mà rất là nóng, rất là an toàn. Đây là những cái chỗ để đĩa bát dao dĩa rất là rộng đó, máy móc làm ở kia. Đây có một cái micro rất là phô, rất là to. Khám phá ngôi nhà, khám phá ngôi nhà. Đó. Bây giờ thì vào đầu tiên. Phòng ở đây. Wow, rất bien sûr. Wow, je suis fou. Oh, bonjour. Bonjour. C'est bien sûr. Wow. Bienvenue. Merci. C'est le premier. C'est donc vous. Đây là văn phòng của anh ấy làm ở việc ở Bonn. Làm cho ông ấy đó. Mai đi thăm vòng ở đây. Bây giờ Mai vào đây thì mới biết là anh ấy đang làm ở đây. Đây là cái văn phòng của anh ấy, trong ngôi nhà của ông ấy. Đây, đồ có loại rượu cả nhà. Wow, c'est bien chaud ici. Ông chủ đó. Mọi người đang bàn về l'apéritif cái gì đó. Les gougères, on va dire les gougères. Et pour le dessert, moi je fais un gougère. C'est ça. Đây là tất cả các loại rượu. Đây là quyển sách Communauté de l'Hôtel de Dieu à Bonn đó, là họ cũng viết về dòng tộc gia đình nhà ông ấy đó, rồi nói về rượu có từ 14 bao nhiêu ấy, thì Mai cũng vừa đọc qua thôi. Bây giờ thì Mai xin phép anh ấy Mai ra về. Đi vào cái phòng này. Wow.
đây là chỉ có văn phòng và rượu thôi. Trời ơi, trời ơi. Cả nhà thấy nhiều cửa chưa? Còn cửa nữa kìa. À, đây mãi chưa có vào. Trời ơi, rộng quá cả nhà ơi. Lạnh thơm hết cả miệng đây cả nhà. Ok, bây giờ thì Mai xin phép Mai nhé. Salut. Salut, ciao, ciao. Tu m'as filmé avec mon machin de pyjama là. Tu es belle, très belle. J'ai oublié mon gilet. Au revoir. Salut, bon retour. Salut. Bisous, bisous. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Ok cả nhà, hiện tại thì Mai vừa thăm xong ngôi nhà ở đây. Quan trọng nhất Mai thăm ở đây không phải là thăm nhà, không phải là thăm cát. Tại vì cái việc đó là Mai không có có trách nhiệm làm việc đó, hoặc không có xe coupe đó. Đó không phải công việc của Mai. Mà cái chính là Mai tới đây Mai thăm cái bếp. Nếu cái bếp mà Mai duyệt là Mai sẽ làm được, Mai sẽ nấu được ấy, thì Mai sẽ nhận công việc ở đây. Thiếu cái gì thì bà chủ sẽ mua để có đủ dụng cụ để mình làm, mình phục vụ cho khách. Còn nếu mà nó không có đầy đủ đó là Mai sẽ không nhận. Nhưng mà khi Mai đã nhận rồi là Mai phải chịu trách nhiệm với cái việc của mình đã làm, và mình phải làm một cách tốt nhất cho khách. Thì ok, tạm thời thì cái bếp nó cũng đủ để mình làm cho 12, 14, 15 khách. Nhưng mà để mà làm rộng nữa đó, thì cái bếp này nó quá nhỏ và nó không có đầy đủ tiện nghi. Ok, thì hiện tại thì Mai nhận lời cái ngày 16 tháng 12 rồi đó. Hôm đó là Mai sẽ đến đây nấu. Lúc đó là khách ăn như thế nào Mai sẽ chia sẻ với cả nhà sau. Hôm nay thì Mai chia sẻ qua về cái nhà Mai thăm ở đây như thế nào tới cô chú anh chị và các bạn. Ok, nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích video của Mai chia sẻ thì hãy cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye.